Hôm trước mình có làm cái video về làm cây mãng cầu ra trái, làm cái ổ ra trái, thì có nhiều bạn nhắn mình là có nhiều loại cây mọi người. Thì cũng có bạn nói mình làm cái mít ra trái. Thì thật sự thì hôm nay sẵn tiện là đang quay cái bộ làm vườn 8 món mọi người. Này, bộ làm vườn 8 món đeo luôn quanh nè. Để test cho mọi người xem á. Thì sẵn tiện đang làm cây mít luôn. Mà bạn nào mà đang cần cái bộ làm vườn 8 món thì có thể vào giỏ hàng của mình nha. Bởi vì cái sản phẩm này nó khá phù hợp luôn mọi người. Gồm có cưa, có kèm, có bấm đầy đủ luôn. Khỏi phải ra ngoài thì mua đắt nhất mọi người. Mua một bộ như vậy là có hơn 100k, nhưng đầy đủ để mình sử dụng luôn nha. Mít của mình đó mọi người, thì thật sự là mình rất ít phân bón hay là thuốc thang nha. Nhưng mà cây ra trái rất là nhiều, là bởi vì mình bấm, mình tỉa cành nhiều mọi người. Như mình có làm video này, mình mới tỉa mấy cành lớn nè mọi người. Đó, mọi người xem qua video này, mình cắt hết mấy cành lớn nè. Bởi vì mục đích của mình là không cho ra mít ra trái từ cành nha mọi người. Mình sẽ cho mít ra trái từ thân. Bởi vì ra mít trái từ thân á, trái sẽ to và dài hơn nha mọi người, hơn là ra cành. Cành nó yếu và trái nhỏ lắm mọi người. Thường á thì mít á nó sẽ ra hay ra ngay cái mắt cũ mọi người, ngay vết thương á, gọi là vết thương mà chảy mủ á. Thì ví dụ cái chỗ này mình bấm cưa cành đúng không? Mình bấm cưa cành á thì sắp tới á là chỗ này nó sẽ nứt chồi mọi người. Đó là cách mà mình hay làm. Chứ mình cũng không có phun thuốc mà kích bông đâu nha mọi người. Còn nếu mà mọi người mà làm theo cách dân gian á, ông bà ta hồi xưa có câu là nhiều cây mít mà nó tại sao nó không ra trái, ông bà ta hay lấy cây với đồ đập nó mọi người để cho ra trái. Thật sự đó không phải là đập cây mít nó sợ đâu nha mọi người, mà là cây mít á khi mình người ta cầm cây cầm đồ á đập ra hoặc chặt vào á, chỗ đó nó có vết thương mọi người, và nó vết mủ cũng giống vậy nè mọi người. Bây giờ dù chỗ này mà không có đúng không, mình cứ lấy cưa hay dao mọi người, mình khứa luôn cho chảy mủ luôn mọi người. Đó, mình thích thì mình khứa ha, không sao đâu mọi người, không có chết cây đâu nha, khứa thoải mái luôn. Đó, xíu mình quay dần cho mọi người xem những vết mình khứa. Quay gần là cho mọi người xem này. Những vết này là vết mình mới cưa nha. Đó. Bởi vì mình sẽ cưa đặt gì? Những vết này ứa mủ này, sau này trở thành vết thương và chỗ đó rất là dễ ra chồi nha mọi người. Đây nè, giống như mấy chồi dưới này nè, vết cũ luôn luôn ra chồi lại. Chỉ cần ra chồi ra bông một lần thôi nha mọi người. Làm sau này nó vẫn ra ngay chỗ này luôn à, nó không có ra chỗ nào khác đâu. Sắp tới mấy chỗ này nè, mình cưa này nè, rồi nó cũng sẽ nứt chồi quanh đây thôi mọi người. Đó là nứt chồi bông rồi trái đó. Sau khi cái mít mọi người mà nó đã ra bông ra chồi nhiều như vậy á, thì mọi người đừng có để nó quá gần đất nha, mấy chồi gần đất này. Ít nhất thì mình phải để cái chồi lên cách đất lên 1 mét nha. Bấm hết mấy chồi xuống dưới này đi. Mặc dù bấm là mai mốt chỗ này ra lại luôn nè mọi người. Bấm một lần nó ra lại, nó có vết cũ nó ra lại, bấm sạch luôn. Để mà cái mít á mọi người mà nó ra bông mà quanh quanh thân mà từ trên xuống theo ý của mình á, thì mọi người nhớ để ý là những cái chồi bông mà chồi trái nào á ở trên cây trên cao á mà nó ra có trái, mọi người cắt bỏ nha. Mọi người cắt bỏ cái là tự động nó mọc ở dưới ra. Chứ còn nếu mọi người mà để im cái trái như vậy ở trên cao như vậy nè, thì ở dưới nó chẳng ra bông đâu mọi người. Bởi vì nó ưu tiên nó nuôi chất nuôi trái lên cho mấy bông kia ra bông. Nên ở dưới là tự nhiên nó đuôi cục nặng hết, không ra bông luôn. Nên mọi người phải cắt nha, cái to cái nhỏ đừng có tiếc nha, cắt sạch luôn để cho nó mọc ra lại. Ngay chỗ với vết thương mình mới cắt rồi nè. Mai mốt nó liền nó mủ lại mọi người, là nó hay ra cái chồi ngay đó đó. Sau đó là mình dưỡng chồi thôi. Một cây mà để cao lắm được 5 trái thôi nha mọi người, đừng để nó nhiều, để nhiều quá nó trái nó nhỏ. Đến khi trái mà bằng quả ngỗng, trứng ngỗng mọi người, thì mọi người phải phun thuốc sâu rầy nha, chứ không là mấy con sâu bám vào đẻ trứng nữa đó. Thuốc sâu rầy thì bây giờ nó có nhiều loại đó, cũng có loại sinh học tốt cho sức khỏe, cũng có loại hóa học, thì tùy mọi người lựa chọn thôi. Nhưng mà trong cửa hàng mình là đa phần là sinh học không à, hơi giá hơi cao xíu, hơn 100k bình, nhưng mà dùng tốt cho sức khỏe mọi người, phun qua. Đây là cách mà mình thường hay là chăm sóc cái vườn mít của mình nha mọi người. Chúc các bạn nào mà nhà có cây mít mà chưa ra trái thì có thể áp dụng thử mình nha. Còn đã đang ra trái rồi thì để hạn chế trái lên cao thì cũng áp dụng theo cách mình là cắt bỏ hết trái lên cao, ưu tiên trái ở dưới và chạy cái mầm ở dưới và phun thuốc định kỳ, thì nó sẽ trái ngon ngọt cho mình nhưng không bị thối đâu. Thôi chào mọi người nha.